Xin chào, chúng mình các bạn đã quay trở lại với Pin Talk. Thiên đường và địa ngục là những khái niệm vô cùng bí ẩn đối với mỗi chúng ta. Liệu có sự tồn tại giữa thần linh và ma quỷ hay là do trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi? Trong khi nhiều người tin vào các nhà khoa học thì chính những nhà khoa học lại tin vào thần linh. Có một sự mâu thuẫn không hề nhẹ đúng không nào? Và ngay bây giờ Pin Talk sẽ giải đáp cho các bạn về cánh cổng dẫn tới địa ngục với những tiếng kêu ai oán và thế giới thiên quốc ngoài vũ trụ. Hãy cùng mình tìm hiểu ngay vào luôn nhé! Top sự thật về thiên đường và địa ngục. Có thể nói những người có tín ngưỡng tin tưởng vào sự hiện diện của giáng thế chủ và các vị thần. Họ tin rằng những ai tích cực, hành thiện sau khi chết sẽ được thăng lên thiên thượng, còn những kẻ xấu xa, độc ác sẽ bị hành hạ vào đáy địa ngục, chịu đủ mọi thống khổ cực hình. Mang theo đức tin của mình, họ sống một đời lương thiện, an yên. Có lẽ đây là những lý do mà con người nghĩ rằng đức tin chỉ là điều con người tự nghĩ ra để tự an ủi mình trước khó khăn, khổ nạn trong cuộc sống. Hay là khi bị người khác ức hiếp, bắt nạt mà không phản kháng lại được. Quả thật vẫn có người cho rằng thấy thì mới tin, không thấy thì vẫn không thể tin được, và những gì khoa học chưa chứng minh được thì không thể xác nhận rằng có tồn tại. Ngày nay, khoa học đang phát triển dần, những phát hiện về thiên đường và địa ngục dưới đây hẳn sẽ khiến một số người giật mình sửng sốt cho mà xem. Thế giới thiên quốc ngoài vũ trụ. Bạn đã từng nghe tới món quà bất ngờ và đặc biệt từ vũ trụ chưa? Đó là câu chuyện ống kính viễn vọng Hubble của NASA đã vô tình chụp được hình ảnh thế giới thiên quốc. Vào giữa tháng 12 năm 1993, sau khi phi hành gia người Mỹ sửa chữa lại kính viễn vọng Hubble, vỏn vẹn trong vài ngày liền xuất hiện kỳ tích. Kính viễn vọng hướng về một chòm sao thiên thể xa xôi, kết quả là chụp được lại thế giới thiên quốc tươi đẹp ở ngoài vũ trụ. Đây là một thông tin cực kỳ chấn động lòng người. Đúng ra mà nói, đây chỉ là một trong mấy trăm bức ảnh mà NASA công bố mà thôi. Những bức ảnh này đã chỉ ra một cách rõ ràng, giữa bầu trời đêm mênh mông ấy có một thành phố rộng lớn vô cùng tươi đẹp. Đây đúng là câu chuyện thần thoại trong cuộc sống hiện đại. Các chuyên gia phân tích của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đều ngỡ ngàng. Họ đều không dám tin vào chính đôi mắt của mình. Thì ra, ánh sáng và màu sắc biến đổi không ngừng ấy là đến từ thế giới của thần thoại. Thông qua sự kiểm tra và tái kiểm tra, họ đi đến kết luận rằng đây là hình ảnh thật. Họ đưa ra suy đoán rằng thành phố đó không thể nào là nơi cư ngụ của những sinh mệnh mà chúng ta đã được biết đến. Thứ mà chúng ta phát hiện ra là nơi cư trú của thần. Bởi vì sinh mệnh cơ thể người là không thể nào tồn tại bên ngoài vũ trụ không gian băng giá và không có không khí được. Vâng, đây chính là chứng cứ mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi. Một vị tiến sĩ cho rằng thần là tồn tại, nói một cách phấn khích vô cùng. Chính phủ che giấu thế giới thiên quốc ngoài vũ trụ. Có thể nói cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ trước nay đều không nói với dân chúng về trạng thái thật sự của những gì được phát hiện, những gì chụp lại được về vũ trụ, về UFO và bao gồm cả những tiên nữ to lớn như một thiên hà đang bay lượn trong vũ trụ. Các chuyên gia của NASA xác thực rằng tấm ảnh này đã mang đến hứng thú cho Tổng thống Mỹ tiền nhiệm là Bill Clinton và Phó Tổng thống Al Gore. Họ yêu cầu mỗi ngày hãy đưa ra những báo cáo vắn tắt. Ngoài điều này ra, NASA còn từng nhận lời yêu cầu của giáo hoàng John Farrell về việc gửi tấm ảnh này cho ông. Tuy nhiên, cơ quan này đã từ chối việc đưa ra bình luận về tấm ảnh này. Vậy nên về phía thành Vatican cũng xử lý khiêm tốn bằng cách giữ im lặng. Có thể nhận thấy được rằng NASA xưa nay vẫn không công bố sự thật về vũ trụ mà họ phát hiện được. Bởi sự thật này rất có thể sẽ thay đổi tư duy và tín ngưỡng của toàn thể xã hội nhân loại. Như vậy, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự tồn tại của thiên đường. Phải chăng điều đó đã đủ chứng minh rằng thần thật sự tồn tại? Một số người có thể nghi ngờ rằng những thông tin này không phải là nguồn tin chính thống và từ chối tin. Trên thực tế, nhiều nhà khoa học, đặc biệt là lĩnh vực thiên văn học, có được những khám phá kỳ lạ không thể giải thích nổi, nhưng mà lại không thể công khai thừa nhận chúng trước người dân thế giới, bởi điều đó phủ nhận thuyết khoa học là chân lý tuyệt đối. Tuy nhiên, dù con người có muốn nhìn nhận sự thật như thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Thần sẽ không vì con người nghĩ rằng thần không tồn tại mà biến mất. Và dù bạn có tin hay không, mong bạn luôn giữ tấm lòng thiện lương sống giữa đất trời, tránh xa điều ác, bởi vì hại người cũng chính là hại chính mình. Phải chăng rằng những vị thần đang cố gắng gửi đi những tín hiệu để ngăn chặn văn minh tinh thần và đạo đức nhân loại trượt dốc? Liệu trong cõi hồng trần quần quận danh lợi tình, bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra tín hiệu đó chăng?
cánh cửa dẫn tới địa ngục. Bên cạnh những bức ảnh về thiên đường, một bài báo khác còn tiết lộ quá trình các nhà khoa học Nga phát hiện ra cánh cửa cầu thông với địa ngục. Liên Xô cũ đã thực hiện công trình khoan sâu dưới lòng đất trên quy mô lớn. Theo đó, địa điểm khoan thăm dò được chọn là vùng Petromorsk, nơi ít người đặt chân đến. Họ đào được một cái hang sâu nhất từ trước đến nay, khoảng 12,2 km. Và nó trở thành phòng thí nghiệm quân đội sâu nhất trên thế giới. Đến năm 1983, độ sâu thăm dò của cái hang này đạt đến 12.000m, nhưng mà họ quyết định dừng công việc đào bới này lại. Mãi đến năm 1993, họ mới đào thêm được 262 mét, mất tròn 10 năm. Lý do dừng việc khoan sâu của chính phủ đưa ra là vì kinh phí không đủ. Theo những tiết lộ từ nội bộ của nhân viên, nguyên nhân thật sự là do trong hang xuất hiện một số hiện tượng siêu nhiên các bạn ạ. Họ mạnh miệng nói rằng, căn bản không phải là vấn đề về kinh phí, mà vì có ma quỷ từ trong đáy hang bày ra. Công tác khoan dò không thể không dừng lại. Thậm chí một số tiến sĩ còn phải thốt lên rằng, trước đây ông không hề tin vào những thuyết có thiên đường và địa ngục, vì bản thân là một nhà khoa học, nhưng mà bây giờ ông không thể không tin rằng địa ngục thật sự tồn tại. Không cần phải nói nhiều, những phát hiện này vô cùng chấn động. Mọi người đều biết rằng những gì mình nhìn thấy tận mắt tai nghe hoàn toàn không phải là ảo giác mà vô cùng xác thực. Và đích thị đã tìm thấy cánh cửa dẫn tới địa ngục các bạn ạ. Các nhà khoa học đã ghi âm lại những tiếng kêu khóc thảm thiết này để chứng minh rằng họ không dựng chuyện. Đó là những tiếng gào ghê rợn, thứ âm thanh kỳ dị phát ra từ sâu bên dưới lòng đất hàng chục nghìn mét. Vậy các bạn có tin vào địa ngục hay không thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Hố đen siêu lớn nuốt chửng thiên hà. Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra nguồn phát xạ vô tuyến xa nhất và cổ xưa nhất trong vũ trụ từng được biết đến các bạn ạ. Nguồn này là một trong những máy gia tốc hạt mạnh nhất của vũ trụ và là một chuẩn tinh cách trái đất 13 tỷ năm ánh sáng phun ra các tia hạt với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Đây là một ánh sáng phát ra từ các quầng vật chất đặc nằm quanh vùng nhân và các thiên hà hoạt động, thường là các hố đen siêu lớn. Hố đen siêu lớn này nhanh chóng nuốt chửng tất cả những vật chất không thể thoát khỏi lực hấp dẫn của nó. Trong khi hố đen nuốt chửng vật chất này, nó cũng phát ra một lượng bức xạ khổng lồ, có thể phát sáng hơn 1.000 tỷ lần so với các ngôi sao sáng nhất, khiến chuẩn tinh trở thành những vật thể sáng nhất trong vũ trụ có thể quan sát được. Vậy thì không biết rằng hố đen này đã xuất hiện từ khi nào nhỉ? Đó chính là 780 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Vũ trụ bị che phủ trong bóng đen bởi một đám mây khí hydro gần như đồng nhất. Các nhà khoa học gọi thời gian này là thời kỳ tăm tối của vũ trụ, bởi vì hầu hết ánh sáng phát ra đều bị khí mang điện trung tính hấp thụ nhanh chóng. Cuối cùng, lực hấp dẫn đã làm sụp đổ khí nguyên thủy thành các ngôi sao và chuẩn tinh đầu tiên. Chúng bắt đầu nóng lên và ion hóa các khí xung quanh, cho phép ánh sáng đi qua. Vấn đề là các nhà khoa học chưa rõ làm thế nào mà một hố đen lại trở nên khổng lồ như vậy ngay từ đầu trong vũ trụ. Nếu mà các bạn thú vị về những chủ đề liên quan đến vũ trụ thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Vâng, qua những câu chuyện vừa rồi thì các bạn có tin vào thần linh, ma quỷ, thiên đường và địa ngục hay không? Thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Và bây giờ các bạn đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để theo dõi, ủng hộ kênh Top. Xin chào và hẹn gặp lại!